Chào các em, hôm nay thầy rất là vui mừng được đứng ở đây để giới thiệu đến với các em khóa học ôn luyện 10, môn vật lý. Như các em đã biết rằng môn vật lý là môn học rất quan trọng trong chương trình phổ thông. Bởi vì sao? Bởi vì nó liên hệ tới thực tế đời sống của chúng ta. Tất cả các hiện tượng xung quanh chúng ta đều được chi phối bởi các quy luật vật lý. Đấy. Rất nhiều những trường đại học có những chuyên ngành, những ngành mà phải sử dụng những tổ hợp môn chứa môn vật lý để xét tuyển trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Đấy. Do đó môn học vật lý của chúng ta là môn học rất là hot. Và dĩ nhiên, những bạn nào mà có ý định thi vào những ngành chuyên ngành mà phải sử dụng tổ hợp môn chứa môn vật lý để xét tuyển thì buộc các em phải học tốt môn vật lý ngay từ bây giờ, từ lớp 10. Đấy. Có thể có rất nhiều bạn đang cảm thấy rằng là sợ môn vật lý, yếu môn vật lý, thấy vật lý nhiều công thức, không thích lắm. Thì không phải lo, đến với khoa học của thầy, nếu như nghiêm túc học, tự giác học, đấy, có tinh thần cầu tiến thì chắc chắn rằng các em sẽ thấy môn vật lý nó rất đơn giản, dễ hiểu. Đấy. Trong khóa học này của thầy thì thầy sẽ thiết kế trong các bài học sẽ luôn là hệ thống các đơn vị nội dung kiến thức này, đấy, cho các em hiểu lại này. Rồi sau đó sẽ là phân dạng bài tập từ dễ cho tới khó, từ đơn giản cho tới phức tạp, đấy, từ cơ bản cho tới nâng cao. Và do đó các em sẽ thấy rằng chúng ta sẽ thấy rằng một cái hệ thống, nhìn được một cái tổng thể về cái bài học đó. Và các em chỉ cần luyện tốt các cái bài tập tự luyện ở phía bên dưới là các em có thể nắm vững bài học của chúng ta. Đấy. Và dĩ nhiên các em cứ thực hiện như thế thì chắc chắn rằng các em sẽ đạt được những kết quả rất là cao trong những cái bài kiểm tra trên lớp. Đấy. Và từ đấy nó sẽ tạo cho chúng ta cái động lực và các em sẽ thấy rằng môn vật lý nó không khó nữa. Và tiếp tục lên lớp 11, lớp 12 chúng ta sẽ cảm thấy vật lý nó như ngấm vào máu mình rồi, mình yêu thích rồi. Thì chắc chắn rằng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 các em sẽ đạt được kết quả cao. Đấy. Có nghĩa rằng ngay từ bây giờ các em cần học tốt, cần chú ý, cần tự giác để ý tới khóa học ôn luyện 10 này. Làm sao học cho nó thật là tốt thì chắc chắn kết quả trên lớp chúng ta sẽ cao. Và cái vấn đề về sau nó không còn khó khăn nữa. Được chưa nhỉ? Thế thì thầy cũng có một số cái lưu ý khi mà các em tham gia một khóa học online nói chung và khóa học của thầy nói riêng. Đó là các em nên phải có vở, có bút, ghi chép đàng hoàng. Đấy, những gì mà trong video bài giảng thầy trình bày thì các em nên viết lại, đúng không? Rồi tự trình bày lại những cái bài tập, lời giải của những bài tập tự luyện theo những cái định hướng của thầy ở những ví dụ điển hình trong bài giảng. Đấy, để hoàn thành hết những bài tập tự luyện, rồi so sánh đáp án. Đấy, bài nào không làm được thì có thể hỏi bạn, hỏi bè hoặc là so sánh với đáp án giải chi tiết mà thầy cung cấp nếu có. Đấy. Thì đấy là những cái điểm mà thầy lưu ý các em. Và cái điều quan trọng đó là các em phải có một ý chí, một nghị lực khi học online. Đấy, bởi vì có rất nhiều những cạm bẫy xung quanh. Ví dụ như mạng xã hội, đấy, đúng không? Đang học lại quay sang mạng xã hội một chút, xong lại chơi game một chút. Như thế thì không có hiệu quả. Đấy. Các em phải lên cho mình một cái lịch trình sao cho nó phù hợp bản thân, nó hợp lý để mà thực hiện cho nó nghiêm túc. Được chưa nhỉ? Đấy, và cuối cùng thì thầy cũng xin chúc toàn thể các em tham gia khóa học của thầy sẽ đạt được kết quả cao ở trên lớp. Và nhớ báo tin lại cho thầy những kết quả mà mình đạt được lại cho thầy để thầy cùng chung vui. Chúc các em có một khóa học thành công. Xin chào các em. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng trong khóa học.